Kitô theo Thánh Matthêu. Mười một môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Kính chào quý tu sĩ, quý bạn, chị em, cha mến chào các con thiếu nhi. Rồi, vỗ tay thật to. To hơn nữa nào. Đố các con, các con nhìn trong nhà thờ, hôm nay có một số bạn hơi đặc biệt. Đố các con, các bạn đó đặc biệt ở chỗ nào? Các bạn đó đặc biệt ở chỗ nào? Rồi, mời con. Con đi ở đây. Các bạn có hay là Chúa? Thưa cha đó mà. Thưa cha, các bạn có hay là Chúa? À, các bạn đến đây, các bạn chưa có theo đạo Chúa đâu, nhưng mà các bạn đến để cùng với các con. Rồi, trả lời như vậy là được khoảng 50% rồi. Bây giờ cha thử hỏi các bạn xem, hôm nay cha mời con. Hôm nay tại sao con đến đây? Con nhận lời mời của ai? Và bạn đã mời như thế nào? Bạn nói cái gì mà mời con được đến đây? Rồi, cảm ơn con. Bây giờ con mời bạn, con nói bạn sao mà bạn đến đây được? Giỏi, thật là một tràng pháo tay thật to. Một lời mời rất là đơn sơ mà vô cùng chính xác ha. Bạn ơi, bạn đến nhà thờ với mình để biết thêm về Chúa. Có thể bạn nghe đâu đấy rồi nhưng mà bạn không có biết. Và thậm chí là bạn sẽ thắc mắc là tại sao sáng Chủ nhật nào mình cũng đến nhà thờ. Đến để làm cái gì? Hôm nay đến bạn sẽ thấy được nhà thờ của sáng Chủ nhật chúng mình làm gì, chúng mình tìm hiểu về Chúa như thế nào và chúng mình ca hát chúc tụng Chúa ra sao ha. Đây là một lời mời rất là hay. Và hôm nay sau lễ có một cái hoạt động rất là đặc biệt. Hoạt động đó tên là rồi mời anh. Hoạt động đó tên là gì con? Ngày hội loan báo tin mừng. Một tràng pháo tay thật to. Đúng rồi ha. Hỏi tiếp, loan báo tin mừng là loan báo cái gì? Loan báo tin mừng là loan báo cái gì? Rồi bên này đi. Rồi con á, rồi đúng rồi. Mai mốt đừng có đứng nha, cứ giơ tay được rồi cho thấy rồi, không phải đứng đâu. Loan báo tin mừng là loan báo điều gì con? Mà bỏ mic cho em á. Con nói lớn lên mic nó mới bắt được. Thưa cha, nói rõ hơn chưa nghe được. Thầy có nghe thầy dịch lại cho hội nhá. Nói lại con, nói lại coi. Loan báo tin mừng là loan báo điều gì? Loan báo với mọi người về cái gì? Rồi, rồi cảm ơn con, mời con. Cha là cho các bạn hiểu thêm về Chúa. Cái kia các bạn nói rồi, loan báo tin mừng, nói ý khác đi. Truyền đạo là cho các bạn, nó hơi lớn quá ha. Một tràng pháo tay thật to. Đúng rồi ha. Loan báo tin mừng là nói cho các bạn về Chúa Giêsu của chúng ta, một đấng yêu thương chúng ta. Ngài đến thế gian
Ngài dạy cho chúng ta cách sống làm con người và cách sống làm con Chúa. Ngài tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta và gắn kết chúng ta lại với Thiên Chúa. Nên là loan báo tin mừng là loan báo như vậy. Và tại sao chúng ta phải loan báo tin mừng? Ai bắt chúng ta phải loan báo tin mừng? Ai bắt chúng ta phải loan báo tin mừng? Rồi mời con. Đúng rồi. Ai bắt chúng ta phải loan báo tin mừng? Chúa nào? Đúng rồi, Chúa Giêsu. Một tràng pháo tay to. Đúng rồi ha. Trong tin mừng ngày hôm nay có cái câu nào Chúa Giêsu nói chúng ta, Chúa dạy chúng ta, Chúa bắt chúng ta phải loan báo tin mừng? Bạn nào biết? Rồi mời con. Dạ xin cha là các con hãy đi chỉ dạy cho muôn. Chính xác cái câu đó là gì biết không? Ở trong Matthew chương 28 câu 19 á, các con mở ra. Chương 28 câu 19, thấy chưa? Rồi, đọc cùng với nhau nào. Vậy anh em 2, 3. Vậy anh hãy đi. Đọc nhỏ quá, nghe không được. Các bạn mới tới đây, các bạn nghe con đọc như vậy, các bạn làm như các con là suy dinh dưỡng hết rồi, không thấy năng lượng đâu cả. Đọc to hơn, 2, 3. Vậy rồi, Chúa Giêsu Ngài muốn chúng ta là đi và làm cho muôn dân, là làm cho mọi người chưa biết Chúa được nhận biết Chúa. Còn các bạn có tin và theo không, đó là tùy vào các bạn. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là nói, là giới thiệu. Giống như đi bán hàng đó, thì cứ giới thiệu mặt hàng và sản phẩm, rồi người mua tùy tự do chọn lựa. Nhưng mà nếu chúng ta không giới thiệu sản phẩm thì người ta chẳng biết chúng ta đang có cái mặt hàng gì. Ở đây đối với lại loan báo tin mừng cũng vậy, hãy nói cho các bạn biết về Chúa, và đây là lệnh của Chúa, không chỉ là một lời mời gọi mà nó là một lệnh truyền. Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã truyền lại cái lệnh này như là một di chúc của Chúa Giêsu vậy, và ai không thực hiện di chúc này người đó có lỗi. Tuy nhiên ở trong dân gian đó, các con khi mà nói về đạo đó, người ta sẽ nói với một câu này, người ta rất là hay nói, người ta nói là đạo nào cũng gì, cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta. Dạy người ta cái gì? Chưa nghe câu này hả? Bạn nào biết câu này? Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Cái câu đó, cái quan điểm đó đúng hay là không đúng? Bạn nào thử trả lời xem. Bạn nào trả lời? Rồi, mời con. Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành. Câu này đúng hay là chưa đúng? Đúng. Đúng. Vậy thì mình có phải cần giới thiệu đạo của mình cho người khác không? Không. Tại sao đạo nào cũng như đạo nào mà mắc gì dạy cho hướng dẫn người ta theo đạo mình làm gì? Rồi, cảm ơn con. Bạn nào có câu trả lời khác hay hơn? Giữa bao đồng có ai không? Ai có thể trả lời được? Cho mời hiệp sĩ. Hiệp sĩ đi chinh phục mà các miền đất xa xôi. À, mời Phương. Thì tôi chia là theo con là cái này nó tùy thuộc vào bản chất của mỗi đạo. Nhưng mà con xin trả lời theo của đạo Công giáo là chưa đúng. Rồi, chưa đúng chỗ nào? Dạ là vì mình phải đặt đạo mình lên ưu tiên các đạo khác. Vì mình là Kitô hữu con Thiên Chúa. Được 50% câu trả lời rồi. Cho chàng pháo tay thật to ha. Câu hỏi này không dễ trả lời. Nếu như ai trả lời bảo câu nó đúng rồi, vậy thì chẳng cần phải truyền giáo, chẳng cần phải loan báo tin mừng làm gì. Bởi vì ai cũng vậy, đạo nào cũng vậy vậy rồi, tốt rồi. Nhưng
chúng ta thấy cha không nói một số những cái đạo mà xấu nha, có những đạo gọi là thờ Satan á, cha không liệt kê những đạo đó, cha chỉ muốn nói đến những đạo dạy người ta hướng thượng á, dạy người ta làm việc tốt lành đó. Thì câu nói này chính xác là đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành, đạo nào cũng giống như vậy. Tuy nhiên chúng ta không chê các đạo khác, nhưng mà chúng ta nói cái đặc sắc của chúng ta, nói cái đặc điểm đặc biệt của chúng ta, đó là đạo chúng ta không chỉ dạy người ta ăn ngay ở lành, không chỉ dạy người ta làm con người. Làm con người thì là ăn ngay ở lành là đúng rồi, nhưng đạo của chúng ta là dạy người ta làm con Chúa. Nếu chỉ dạy làm con người, tất cả các tôn giáo trên thế gian đều dạy người ta làm con người hết. Đạo Phật, đạo Hồi giáo, rồi đạo thờ ông bà, hay là có những cái tôn giáo khác ha, à xa xôi nhưng mà ở Việt Nam là đạo Cao Đài cũng vậy. Tất cả các tôn giáo đều dạy người ta ăn ngay ở lành. Câu này chỉ dạy người ta làm con người mà thôi. Còn đạo Công giáo của chúng ta dạy người ta làm con của Chúa. Bởi vì chính Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã từ trời xuống, không có đạo nào mà đấng sáng lập từ trời xuống cả. Tất cả các tôn giáo khác, đấng sáng lập đều là những con người bình thường. Mà đã là con người bình thường thì chỉ dạy người ta làm con người, hoặc chỉ ra cho người ta con đường đi lên trời, chứ không đưa người ta lên trời như đạo của chúng ta. Điểm đặc sắc của chúng ta nằm ở chỗ này. Nên là Chúa Giêsu khi mà trước khi về trời đó, Ngài không có nói với lại chúng ta là hãy đi dạy người ta ăn ngay ở lành, đúng không? Câu này là di chúc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có dạy. Chúa Giêsu lên trời nói ừ các con ở lại nha, nhớ dạy mọi người ăn ngay ở lành nha, thôi ta về trời đây. Chúa Giêsu không có nói câu đấy lần nào hết á. Mà Chúa Giêsu nói sao? Hãy làm cho môn nhân trở thành môn đệ, có nghĩa là làm cho mọi người trở nên con của Chúa. Đây là một điểm đặc sắc trong đạo Công giáo của chúng ta, và đây cũng là một điều thôi thúc mỗi người chúng ta phải giới thiệu Chúa cho người khác, để giúp cho người ta có thể trở thành con Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở mức con người. Nếu như mà chỉ dừng ở mức con người, chết cũng hết. Nhưng mà ở mức con Chúa, chúng ta sẽ được kết hiệp với Chúa sau khi chúng ta qua đời. Chúng ta sẽ được sống Chúa mãi mãi trên thiên đàng. Đây là một lệnh truyền của Chúa Giêsu. Hôm nay trong vậy làm sao để loan báo tin mừng cho người khác? Thì hôm nay các bạn nào đã đăng ký tham dự ngày hội loan báo tin mừng sẽ có được những cái hình thức, có những cái phương pháp để có thể giới thiệu Chúa mà các anh chị huynh trưởng giáo lý viên đã thực hiện cho chúng ta. Có rất là nhiều gian hàng, và mỗi một gian hàng là một cách để chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác. Nếu như các con tham dự, các con sẽ thấy có những gian hàng trưng bày các ảnh tượng thánh. Các anh chị sẽ giới thiệu các con những mẫu gương nên thánh, những mẫu gương làm con Chúa. Có những gian hàng sọ chuối mân côi để giúp cho chúng ta nhận ra được giá trị của chuối mân côi mà Đức Mẹ đã truyền lại cho chúng ta. Có những gian hàng như các con nhỏ nhỏ trên con ngồi tô màu hình ảnh của các thánh, rồi sau đó đem tặng cho các bạn mình. Đó cũng là một cách để loan báo tin mừng. Rồi có những gian hàng chiếu phim. Chúng ta có ba cái cinema ở bên này nè. Coi cinema Galaxy tốn tiền nhiều lắm, nhưng mà coi Galaxy cinema ở đây không những không tốn tiền mà các con còn được có phiếu để ra nhận quà, có thể đồ ăn, có thể là các ảnh tượng, nhiều lắm. Ba cái cinema ở đây và cho thấy khá là chuyên nghiệp, chỉ còn thiếu một vài cái phụ ở ngoài thôi, còn chính thì các anh chị đã làm hết rồi. Đây là những phương pháp, và hy vọng các con khi tham dự cái ngày hội loan báo tin mừng này, các con sẽ có thêm được những cách thức để loan báo tin mừng. Nhưng mà gốc của vấn đề, cái cốt tủy của vấn đề loan báo tin mừng vẫn là nói lời Chúa cho bạn của mình, giới thiệu Chúa Giêsu cho bạn của mình. Bạn nào giới thiệu của đôi khi cũng là những lời giới thiệu rất đơn giản. Bạn ơi đến nhà thờ để biết Chúa nhiều hơn, đó cũng đã là loan báo tin mừng rồi. Bạn mình có thể hỏi Chúa của bạn là ai, thì nói thêm là Chúa Giêsu Ngài từ trời xuống để dạy cho chúng ta làm con Chúa, chứ không chỉ dạy chúng ta làm con người mà thôi. Những câu nói rất đơn sơ như vậy, đó chính là chúng ta đang loan báo tin mừng. Và đây là điều bắt buộc. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành lễ
khánh nhật truyền giáo hay là lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Có khi chúng ta ngồi cầu nguyện chúng ta có thể làm được, nhưng mà hành động cụ thể thì người công giáo của chúng ta rất là khiêm tốn và rụt rè. Nhưng đây lại là một cái căn tính bắt buộc của người công giáo. Mỗi người chúng ta hãy giới thiệu Chúa cho người khác, còn người đó họ đón nhận như thế nào là tùy ở cái lòng của họ. Tuy nhiên, để có thể đi song song với lời giới thiệu thì mỗi người chúng ta phải sống tốt lành, phải sống gương mẫu. Các bạn, các con đem bạn đến đây chơi mà lát nữa các con chơi ăn gian, các con nói dối thì bất hết. Cái lời mời của các con bị phản tác dụng hết. Nên là chúng ta phải giữ ý, giữ tứ, nói thật, sống hiền lành, hiền hòa, sống làm sao để bạn nhận ra Chúa Giêsu qua cuộc sống của mình. Cộng đoàn cũng vậy, khi chúng ta nói về Chúa, chúng ta cũng hãy có những hành động tương ứng phù hợp với lời chúng ta rao giảng để hợp nhất với lời nói và hành động. Đó là cách chúng ta rao giảng về Chúa tốt nhất cho những người xung quanh. Sau đây chúng ta dành một chút thinh lặng để chúng ta. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm cách rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Kính thưa cộng đoàn, một cách đặc biệt các bạn trẻ của giáo xứ Bình Thái thân mến, chúng ta vừa nghe di chúc của Chúa Giêsu. Trước khi Ngài lên trời, Ngài đã để lại di chúc này cho giáo hội, cho mỗi người Kitô hữu, và thiết tưởng rằng đã là di chúc thì con cái dầu có phải bám nhà bám cửa cũng phải thực hiện di chúc của người đã khuất. Huống chi người đã khuất đây chính là Thiên Chúa, là Chúa Giêsu. Nên để vâng lệnh Chúa Giêsu, giáo hội đã thiết lập ra ngày hôm nay, ngày khánh nhật truyền giáo. Ngày này không phải là một ngày duy nhất mời gọi chúng ta truyền giáo, nhưng là một ngày nhắc nhớ lại cho chúng ta sứ mạng căn bản của người Kitô hữu, đó là đem Chúa đến cho mọi người. Và giáo hội vâng lệnh này đã thiết lập nên ngày hôm nay, ngày khánh nhật truyền giáo, và đến nay đã là lần thứ 97. Từ năm 1926, hôm nay là năm 2023. Và mỗi một năm khi cử hành ngày khánh nhật truyền giáo thì giáo hội có ban một thông điệp, một sứ điệp gọi là sứ điệp truyền giáo. Và chủ đề của sứ điệp truyền giáo năm nay, Đức Giáo Hoàng chọn đoạn tin mừng Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 35. Nếu như các bạn trẻ hay là ai hôm nay có giữ tĩnh tâm, chắc chắn nghe được đoạn này. Đoạn kể về hai môn đệ trên đường Emmaus. Và Đức Giáo Hoàng tóm lại trong một cụm từ gồm 6 chữ. Nhớ nhận lát nữa xuống sinh hoạt có đố vui có thưởng đấy, những cái câu này sẽ có thưởng đấy. Chủ đề của sứ điệp truyền giáo năm nay: lòng bừng cháy, chân ướt nhẹp. Đức Giáo Hoàng cho chúng ta câu chuyện, gợi lại cho chúng ta câu chuyện trong tin mừng hai môn đệ trên đường Emmaus. Khi hai ông từ Jerusalem trở về Emmaus, tâm trạng rất là buồn bã, thất vọng, và họ thất thểu đi từ Jerusalem về quê của họ. Và Chúa Giêsu đã đồng hành với họ, lòng họ nguội lạnh, nhưng Chúa Giêsu đã kề vai sát cánh và nhắc cho họ những biến cố, những sự kiện liên quan với Giêsu trong Thánh Kinh. Ngài dựa vào Thánh Kinh để sửa ấm lòng họ, khiến lòng họ bừng lên ngọn lửa yêu mến. Và sau đó Ngài bẻ bánh, và khi bẻ bánh thì lòng họ đã bừng cháy, họ nhận ra Giêsu, và chân họ không còn bủn rủn nữa mà lập tức trong đêm
lên quay về Jerusalem để loan báo tin mừng về một đấng cứu thế đã chết và sống lại. Lòng bừng cháy, chân bước nhanh là như vậy. Vậy nếu như chúng ta chưa ý thức được sứ mạng truyền giáo thì chúng ta cũng không khác gì hai môn đệ trên đường Emmaus. Lòng chúng ta cũng nặng trĩu và buồn lầy, chân cũng bước mà thân thể chúng ta không có một nhiệt huyết về truyền giáo. Thì hãy tìm cái nhiệt huyết đó, ngọn lửa đó trong chính lời của Chúa. Như hai môn đệ trên đường Emmaus được Chúa giải thích thánh kinh, lòng họ đã bừng cháy. Chúng ta được mời gọi hãy xem lại những trang thánh kinh, mà không chỉ đọc mà còn đọc kỹ. Bởi vì cái đoạn hai môn đệ trên đường Emmaus chẳng có lạ lùng gì với chúng ta hết. Các bạn trẻ đôi khi nghe khúc đầu hôm đấy có hai môn đệ trên đường Emmaus là lập tức trong đầu nghĩ ra cảnh ở, rồi lát đến Chúa Giêsu hiện ra, rồi lát đến Chúa Giêsu bắt đầu hỏi nè, rồi lát đến Chúa Giêsu, kể như chúng ta kịch bản biết sẵn hết rồi. Nếu mà đọc theo kiểu mà lướt lướt trôi trôi như vậy, bây giờ lướt hay lướt lướt mau lắm, đôi khi lời Chúa cũng lướt mau như vậy, nó trôi cuốn hết, không đọc lại cái gì, lòng chúng ta chẳng bừng lên một chút nào. Sáng hôm qua Đức Tổng Giám mục Giuse trong buổi định hướng về sứ mạng truyền giáo của Đức Giáo Phận, ngài mới nói vui vui như vậy: nếu như các bạn nghe lời Chúa mà lòng các bạn nóng nóng lên một chút, tăng lên được 1-2 độ thì chưa đủ đâu các bạn ạ. Bởi vì tăng lên 1-2 độ bước ra khỏi nhà thờ, gió nó thổi qua thổi lại, lo chuyện này bận chuyện khác, hôm nay là ngày Chủ nhật nên là ngày nào cũng có bạn hẹn đi đây đi kia, lo hẹn với bạn, lo chơi với bộ, thì bước ra khỏi cửa là tự nhiên vội lại như cũ, nghe thì cũng nóng nóng lên được một chút. Như vậy thì không đủ, nghe mà còn phải nghe kỹ, đọc mà còn phải suy nghĩ, người ta gọi là suy niệm. Đức Tổng Giuse lấy hình ảnh của con chuột, khi mà nó ăn thức ăn ấy, nó không có ăn như chúng ta, đặc biệt như ai ăn nhanh thì bà mớm mớm vài miếng là nuốt thẳng xuống bao tử. Còn con chuột nó không ăn như vậy, nhìn thấy cọng dây điện là biết nó ăn như thế nào, nó cứ nhấp nhấp một chút xong nó lại nhấp nhấp đi nữa, xong đó nó lại nhấp nhấp đi nữa, nó ăn mà nó nghiền cho nó nát ra là nghiền ngẫm. Chỉ ai đạt đến trình độ đấy thì may ra lòng mới bừng lên được một chút. Và bên cạnh đó, hai môn đệ chưa được nghe mong cũng cho thấy hai ông bừng lên nhưng mà chưa nhận ra Chúa, phải Chúa bày bánh cơ, hai ông phải dựng thánh lễ và Chúa cử hành cơ thì hai ông mới nhận ra Chúa trong cuộc đời của mình. Còn nếu như chỉ bừng mà không nhận ra Chúa thì cũng không biết làm cái gì cho phải. Không nhận ra Chúa thì rồi có thể đi theo với bạn, nó là đi loan báo tin mừng cũng hay hay, nhưng mà nói được 1-2 câu, nói được 1-2 ngày rồi ngày thứ ba cũng bỏ. Người ta nói một cái chuyện, có một cái trào lưu tục hoàng tại Pháp, rất nhiều những linh mục và tu sĩ xin hậu tục. Và khi có một người phóng viên phỏng vấn một không biết là đức cha hay là đức hồng y gì đó ở Pháp, và ngài nói rằng ngài kể một câu chuyện: có một đàn sói rượt theo một con thỏ, lúc đầu rượt rất là đông nhưng mà khúc cuối chỉ có 5-7 con là còn kiên trì đến cùng. Tại sao 5-7 con nó kiên trì đến cùng? Thưa rằng vì 5-7 con nó đã tận mắt nhìn thấy con thỏ chạy, còn nguyên một số còn lại chỉ có chạy theo bởi 5 hay 7 con này thôi. Và nếu như chạy như vậy thì không có động lực, 5-7 con kia nó nhìn thấy và đó biết là
đối tượng mục tiêu nó và có thể đạt được là con thỏ đó. Còn những con này chỉ chạy hùa theo bầy đàn. Nên có khi ngày hôm nay chúng ta mời gọi để đi truyền giáo, để đi đem Chúa cho người khác, mà nếu như chúng ta không nhận ra Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nếu các bạn trẻ lười đến nhà thờ, nếu như các bạn trẻ đến mà ngồi ở ngoài, có bạn đang đua xe ở bên ngoài, lẽ nào tôi đi ra cũng thấy đấy. Nếu mà cứ ngồi ở ngoài mà đua xe thì làm sao nhận ra Chúa trong cuộc đời của mình? Mà không nhận ra Chúa làm sao lòng bừng lên để mà đem Chúa cho người khác? Nên để có thể lòng bừng lên để đem Chúa cho người khác, chính chúng ta phải có kinh nghiệm về Ngài, qua lời của Ngài và qua thánh lễ mà chúng ta được tham dự, ít nhất là trong các ngày Chủ nhật. Chân bước nhanh thì chân bước đi đâu? Đức Đồng Nhân Xe cũng chia sẻ thêm, các bạn bước ra chợ buôn bán thật thà, nói năng lịch sự. Các ông hay các bạn trẻ đi đến các công xưởng, đến xí nghiệp, hay là đi đến quán cà phê, cũng thể hiện một con người dễ mến, dễ gần gũi, một con người có tin mừng, có Chúa trong người. Bước nhanh không phải là bước vô định, mà vẫn bước vào trong cái môi trường sống của mình, trong cái cuộc sống của mình, trong công ăn việc làm và địa vị của mình, nhưng mà trong một tâm thế khác, tâm thế muốn đem Chúa đến cho người khác. Xin ví dụ chẳng hạn như các đoàn giới trẻ hát lễ, nếu chỉ tham gia để mà hát lễ, hát cho hay, hát cho được khen thì chưa đủ. Đó là ngoài đời người ta làm như vậy. Còn hát để mọi người nhận ra và ca tụng Chúa trong thánh lễ sốc sắng, để nhiều người nhận ra Chúa trong thánh lễ, đó mới là mục đích. Caritas đi phát gạo cho người nghèo, nếu chỉ phát cho người ta khỏi đói, cho người ta không ý ăn rồi về, xin thưa, đó vẫn chưa phải là loan báo tin mừng thật sự. Phải trò chuyện với những người đến và giới thiệu cho họ, à, tôi cho ông, cho bà, cho bà cái số gạo này, bởi vì có ân nhân và Chúa sai ân nhân đó để giúp cho tôi, để tôi giúp cho ông, cho bà. Và làm sao truy về nguồn để cho cái người nhận cái gạo đó họ biết Chúa yêu thương họ, thì đó mới là loan báo tin mừng. Chứ nếu chỉ tổ chức bác ái rồi đến phát băng rồi chụp hình rồi quay phim thì không đủ. Hãy bước vào trong chính cái cuộc sống môi trường của mình, nhưng với một men tin mừng, với ấp ủ làm sao để cho người khác nhận ra Chúa qua lời nói, qua hành động của chúng ta trong tất cả mọi biến cố, từ vui lẫn buồn. Và hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, một mẫu gương của một người có lòng bừng cháy và chân bước nhanh. Ngày sinh năm 1920 và mất năm 2005 tại Bạc Lăng. Và chính đức giáo hoàng Phaolô VI đã chọn ngài lên giám mục và hồng y. Sau đó ngài được chọn làm giám hoàng và triều đại của đức giáo hoàng Gioan Phaolô II từ năm 1978 đến năm 2005. Với những nét rất son, thể hiện đây là một con người có tâm hồn bừng cháy, lòng yêu mến Chúa và chân bước nhanh đem Chúa đến cho mọi người. Ngài thực hiện cái công đồng Vaticano II từ giấy tờ trở thành thực tế. Ngài là người tông du, một vị giáo hoàng tông du có thể nói nhiều nhất trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Ngài đi tông du không biết mệt mỏi, nối kết không biết là bao nhiêu người, bao nhiêu tôn giáo, và hàn gắn biết bao nhiêu những đạo đức của nhân loại. Ba nền tảng đạo đức khiến cho đức giáo hoàng Gioan Phaolô II nên thánh, và cũng chính ba nền tảng này hôn đúc ngọn lửa bừng cháy trong tâm hồn của ngài, đó là lòng yêu mến thánh thể. Ngài thường quỳ gối để soạn ra những
tông huấn những sắc lệnh liên quan đến đức tin. Ngài năng lãnh nhận bí tích giảng tội hàng tuần. Nói đến điều này thì giới trẻ chúng ta chắc là phải đỡ được. Tuần trước chúng ta đã mừng một màn của các bạn trẻ của giáo hạnh. Tôi cũng nhờ hai cha ngồi tòa, nhưng mà ế lắm. Hôm nay thì có cộng đoàn nên là cũng đỡ đỡ một chút. Nhưng mà nếu như chỉ các bạn trẻ không, mà không phải vô mùa tranh mùa vòng, mà nói các bạn đi xưng tội thì ế lắm. Dùng một chữ ế cho nó giống dân chợ chút, ít bạn và cảm thấy hình như mình không có tội. Hãy đi học hỏi nơi Đức Giáo Hoàng. Và thứ ba, có một lòng sùng kính Đức Mẹ rất đặc biệt. Ngài lấy cái khẩu hiệu Đức Giáo Hoàng của Ngài là Totus Tuus, có nghĩa là tất cả của con là của Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ. Và với lòng sùng kính đó, năm 2002 Ngài lập lên năm thánh mân côi và trao gửi cho chúng ta năm mầu nhiệm sinh sáng. Và trước giờ chỉ có ba mầu nhiệm thôi, là vui, thương và mừng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vì lòng sùng kính Đức Mẹ, sùng kính Chúa Mân Côi đã bổ sung thêm năm mầu nhiệm sinh sáng cho chúng ta 20 mầu nhiệm Mân Côi. Bây giờ xuống hỏi các bạn trẻ thử ngắm các mầu nhiệm Mân Côi thì tôi chắc là sẽ có bạn lung tung. Nên hôm nay nếu như chúng ta bắt chước lượng gương của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngài lần nào mỗi ngày một vị giáo hoàng công việc ngập đầu ngập cổ mà vẫn năng lệnh hạng Mân Côi, thì huống hồ là chúng ta hãy bớt một chút thời gian trên điện thoại, lần một chục cũng được, lần ba kinh cũng được, lần năm chục càng tốt, để chúng ta thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ để đưa chúng ta đến với Chúa. Công lớn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có thể nói ngọn lửa nhiệt huyết của ngài dành cho giới trẻ, đó là ngài lập nên Đại hội Giới Trẻ Thế Giới bắt đầu từ năm 1985, cứ 2 năm một lần, và đến nay đã là lần thứ đại hội thứ 37 tại Bồ Đào Nha. Chúng ta có một nhân chứng sống mà đầu lễ tôi đã giới thiệu cho các bạn trẻ, cha Marco Phạm Văn Hải, ngài đã đi từ đấy và chắc chắn ngài sẽ kiếm múc được nhiều tâm tình từ đại hội để có thể truyền tải đến cho các bạn trẻ sau lễ. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng là sứ mạng căn bản của mọi vị tôn hữu, đặc biệt là các bạn trẻ. Năng lượng chúng ta còn rất nhiều, ăn thua là chúng ta định hướng cái nguồn năng lượng đó làm vào việc gì. Thì nếu như chúng ta chưa có một định hướng hoặc là định hướng chưa đúng thì hôm nay nhắc lại cho chúng ta định hướng đó, hãy lại đem Chúa đến cho người khác. Bắt chước gương Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lòng mừng cháy chân ước nhanh nhờ chính lời của Chúa, nhờ bí tích thánh thể và nhờ năng đến tòa giải tội mà lòng của ngài bừng cháy, và ngài đã không ngừng bước tới những mảnh đời bất hạnh, bước đến những nơi cần thiết để ngài có thể rao truyền đến Chúa cho mọi người. Ước gì đó là tâm tình của mỗi người chúng ta trong ngày lễ ngày hôm nay. Thứ hai tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 12 câu 13 đến câu 21. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi là người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhận của cải đâu. Sau đó người nói với họ chú ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương xin hiểu hoa đời, mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây thì còn chỗ đâu mà kết chữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả các lúa và của cải mình vào đó.
lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta ơi, mình bây giờ ê hề khổ cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đà. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta đổ ngốc: nỗi đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sẵn sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào không tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Kẻ nào không tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các con lớp ấu rất thân mến, đây là câu kết thúc cho bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đọc cái câu này chúng ta thấy nó có một cái sự nghịch lý. Người không tích của cải cho mình, nếu mà ai nhiều tiền bạc của cải thì người đó gọi là nhà giàu. Bây giờ cái những chuyên môn người ta gọi là đại gia. Đã là đại gia mà trước mặt Chúa thì nghèo, thì ngốc, thì quả là một điều rất là nghịch lý. Và Chúa Giêsu nói cái lời này trong một cái bối cảnh là có người đến để xin Ngài chia của cải trong gia đình của anh ta. Anh ta nói và làm như vậy là bởi vì truyền thống Do Thái, và có thể nói khởi đi từ Mô-xê. Ở trong Xuất Hành chương 18 thì ông Mô-xê ông ngồi ở sự kiện, và chắc chắn sự kiện là sự của cải rất nhiều, và đụng tới của cải đất đai nhà cửa là một vấn đề cực kỳ lớn, có thể nói mất họ bởi vì tranh chấp nhà cửa rất hay xảy ra, và thậm chí trong người Công giáo của chúng ta cũng không ít. Nhưng Chúa Giêsu từ chối một việc này, bởi vì đối với Ngài thì Ngài không chủ trương từ trời xuống để làm chuyện này, mà Ngài từ trời xuống để chỉ cho con người thấy đâu là của cải đích thật, và của cải đó là của cải ở trên trời. Vì đối với Ngài, nếu mà giàu có mà đại gia ở thế gian mà trước mặt Chúa nghèo nàn khốn khổ thì thật là ngốc nghếch. Vậy làm sao để có thể giàu có trước mặt Chúa? Của cải mà chúng ta có Chúa ban để cho chúng ta có thể làm cho cái nhân phẩm của chúng ta được bảo đảm, với lại cuộc sống của chúng ta được yên ổn. Tuy nhiên của cải đó nếu như để xài cho bản thân mình thì sẽ mất ngay, nhưng mà nếu cho đi mà giúp đỡ những người khác thì của cải đó nó sẽ trường tồn, nó sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Có một câu chuyện ngụ ngôn người ta kể như vậy: có một ông nhà giàu khi chết đi lên một cái, ông mở mắt ra thì thấy ông thấy một cái cánh đồng rộng lắm, một cái thảm cỏ rất lớn, và ông ta đi về một cái hướng mà nhiều người cũng hay đi, chắc là có một con đường mòn, và ông ta thấy thì bên hông mình cũng có một cái túi tiền. Ông bảo chẳng biết ở đây là đâu. Ông đi thì ông thấy một cái quán ăn, và ông vào cũng bị đói, và nhiều người cũng ăn cái quán đấy. Ông ta cũng vào và hỏi giá của các cái tô phở là bao nhiêu, tô to bao nhiêu và tô nhỏ bao nhiêu. Thì chủ quán nói rằng mỗi tô 10.000, to hay nhỏ cũng 10.000 hết. Ông thấy trong túi nhiều tiền, một ôi 10.000 thì anh thua gì, cho tôi 2 tô. Ông chủ quán hỏi: ở đây chúng tôi chỉ xài tiền cho đi, ông có thứ tiền đó không? Ông nhà giàu nói rằng
tiền thì tôi có đầy rồi, cái tiền cho đi là tiền gì tôi không biết. Ông chủ quán bảo khi ông còn sống đó, ông cho người nghèo khó hay giúp đỡ người khác bao nhiêu tiền thì đó là tiền cho đi, và chúng tôi chỉ có sử dụng cái đồng tiền đó thôi, còn đồng tiền ông mang theo đối với chúng tôi là vô nghĩa. Ông nhà giàu lục hết cái túi của mình, chẳng có một đồng tiền nào cho đi hết. Thế là bụng đói lại phải tiếp tục hành trình. Bằng một câu chuyện, người ta kể ví von như vậy để cho thấy của cải khi dùng cho mình thì nó sẽ hết, và khi chúng ta đối diện trước mặt Chúa chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có của cải cho đi thì chúng ta cái của cải đó mới trường tồn. Rồi cha hỏi các con thiếu nhi một câu nè, cho tập trung nè. Đố các con, điều mà chúng ta cho đi là điều quý giá nhất trên cuộc đời này là cái gì? Chúng ta có thể cho người khác điều quý giá nhất là điều gì? Biết đâu điều này sẽ nói với con mấy lần rồi. Điều chúng ta quý giá nhất có thể cho người khác là gì? Rồi mời con, con nói lớn lên rồi. Cho gì? Tình yêu hả? Cho tình yêu được 80% rồi, cho chàng pháo tay to. Nếu như mà đối với trẻ em thì cho 95% cũng đúng rồi. Thiên Chúa là tình yêu, nên cho Thiên Chúa, đem Chúa cho người khác, đem lời của Chúa cho họ và giới thiệu cho họ luật của Chúa, đó là điều quý giá nhất chúng ta có thể cho người khác. Điều này thì hôm qua một số các con đã làm rất là tốt trong cái ngày hội loan báo tin mừng. Nhân đây con cũng giới thiệu cho quý cộng đoàn hai tin vui sau khi cái ngày mà con tổ chức cái ngày hội loan báo tin mừng. Thì một em báo đồng, chắc là báo đồng 1 đến 2 gì đấy, lúc đang vui chơi phía sau thì em đã dẫn bạn của mình đến gặp con, nói rằng thưa cha, bạn của con thấy ở trên này vui quá, muốn xin học giáo lý thì cha cho lớp nào học được không? Vậy tin vậy là rất là hay rồi. Chỉ cần một người như vậy là công đức đã vô biên rồi, viên mãn rồi. Con nói thôi bây giờ nếu vậy thì con cứ học với bạn một vài tuần đi, rồi cảm thấy làm sao để quay lại cha sẽ sắp xếp tiếp, nếu thấy hợp thì cứ học theo bạn luôn. Tốt. Và chiều ngày hôm qua cũng sau cái ngày hội lớp báo tin mừng, con đi làm phép nhà cho một gia đình, thì phụ huynh của một em cũng có bao đồng nói với lại cái em, nó nói với ba rằng cái xóm mình có nhà mình với cái nhà kế bên có đạo, con sẽ làm sao để đem Chúa đến những nhà xung quanh. Con nghĩ chỉ cần một cái tư tưởng đó thôi thì vui lắm rồi, và xin cộng đoàn cũng chia vui với lại các em thiếu nhi khi các em có được cái ý thức đấy. Và đó là điều quý nhất, của cải tốt nhất mà chúng ta có thể cho người khác, và trước mặt Chúa đó là một gia tài cực kỳ lớn, và Chúa ban cho chúng ta nước trời khi chúng ta làm cho một người biết Chúa, yêu mến Chúa và bước theo Chúa. Tức thì mọi người chúng ta nhận ra được giá trị của cải trần gian, đó là phương tiện để chúng ta tìm kiếm của cải nước trời. Và của cải nước trời tốt nhất là chúng ta hãy giúp cho người khác nhận biết Chúa trong cuộc đời trần gian này. Amen. Thứ ba tuần 19 thường niên. Bài đọc 1, bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 5. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị.
Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Kính thưa quý sơ phước bảo anh chị em, khi còn nhỏ học bài giáo lý về tổ nguyên tổ, con có một suy nghĩ trách móc ông bà nguyên tổ. Chắc là bởi vì ông bà đã phạm tội, đã cãi lời của Chúa và làm cho con cháu bị liên lụy. Rồi đặt giả sử nếu ông bà không phạm tội thì chắc là bây giờ mình sung sướng lắm, chẳng phải vất vả. Hồi còn bé chẳng có gì vất vả, nhưng mà nghĩ muốn trách nên là nghĩ như vậy. Rồi từ trách ông bà, thậm chí đôi khi còn trách Chúa, là bởi vì tại sao mà tội của ông bà mãi đời nào rồi mà bây giờ mình cũng phải liên lụy. Và cái tư tưởng đó nó cũng kéo dài nhiều năm, cứ đụng tới tội nguyên tổ là trách móc. Nhưng lớn hơn một chút, học thêm giáo lý và đặc biệt là nghe lời của Chúa, đặc biệt là trong bài học một trích thư của thánh Phaolô gửi đến hữu Roma ngày hôm nay, khi đọc và nghiền ngẫm mới thấy rằng mình còn dại dột quá. Cái lời trách của mình nó còn quá nông cạn, không phải là không có cơ sở, nhưng còn nông cạn quá, là bởi vì một người đã đang mà nhân loại phải mang tội. Nhưng Chúa có cách của Ngài. Ngài đã sai một Adam mới là Chúa Giêsu đến. Ngài đến trần gian để gánh cái tội ấy. Và những ai tin vào Ngài thì được trở nên công chính. Trong Roma chương 5 câu 19, Thánh Phaolô viết như sau: vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà mỗi người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Vâng, Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Ngài có thể rút ra điều dữ, xin lỗi, Ngài có thể rút ra điều lành từ chính sự dữ. Ngài để cho sự dữ ai đang phạm tội đó, và theo nhiều năm con người phải gánh chịu. Tuy nhiên Thiên Chúa đã làm hết sự lành từ chính sự dữ đó. Và đến vòng phục sinh, có một cái cụm từ mà chúng ta có thể nghe: ôi tội một phúc, tội mà lại là một phúc. Bởi vì chính vì tội đó mà con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và chịu tử nạn để chuộc lại và thánh hóa, giúp cho mọi người chúng ta trở nên công chính. Vâng, qua bài học một xin gửi đến chúng ta một ý tưởng để có thể suy niệm, đó là mỗi người chúng ta đều có liên đới với nhau về tội và phúc. Nếu như chúng ta làm tội hay làm gương xấu cho những người khác, đặc biệt là con cháu trong gia đình, thì cái tội đó nó sẽ gây ra hậu quả dài dài. Tuy nhiên nếu như chúng ta làm gương lành, chúng ta biết khuyên nhủ con cháu của mình, biết là gương sáng cho những người xung quanh, đặc biệt là những người chưa biết Chúa mà họ nhận ra Chúa, biết đã làm sám hối để trở về với Ngài, thì công đức của chúng ta cũng sẽ được hưởng rất lâu dài. Amen. Kitô theo Thánh Luca.
anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó quét rác nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đáp lại như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè nhện say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loạn hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thân tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hay ai được cho nhiều thì sẽ bị đòn nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòn hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi còn là một cậu bé, từ cấp 1, còn nhớ chính xác, năm lúc đấy con đang học lớp 4, con đang ở trong một vùng thôn quê rất là yên bình, gia đình thì đông anh em nên cuộc sống cũng khá là khó khăn. Tuy nhiên sau đó có cơ hội từ vùng thôn quê được đi ra, gia đình dọn nhà ra ngoài mặt phố, dùng cái chữ đó có nghĩa là ra ngoài đường lớn, còn kia thì nằm trong cái đường cây nó heo hút lắm. Thì đi ra ngoài đường lớn như vậy thì ở trong cây thì chẳng có suy nghĩ gì, nhưng mà ra ngoài thì trong đấy học lớp 5 thì thấy các bạn của mình nhà đứa nào cũng khá hết, học giỏi lắm, mình học tàn tàn xì xì vậy này. Rồi nhìn quần áo các kiểu nhà các bạn, nhà ai cũng khác, về nhà mình thì lèo tèo lắm, nên tự nhiên trong lòng cảm thấy nó hơi bị tự ti, rồi hay bị bạn ăn hiếp. Bởi vì từ trong cân ra, những cái chữ chuyên môn mà với cộng đoàn có hiểu hết, nên là con hay bị ăn hiếp lắm, đặc biệt là cấp tiểu học. Rồi thấy mình bị thua thiệt nên là mình ước ao, rồi ước không được thì ganh tị, sao mà Chúa cho mình ít thế, trí thông minh cũng không được bao nhiêu, mà nhà cửa thì khó khăn, ngoại hình thì cũng bèo quá, gần như là thua thiệt thua đức. Rồi cảm thấy có vẻ trách móc Chúa chút, nhưng mà sau đấy thì Chúa lại ban một cái ơn nữa, là từ ở dưới quê ra lên Sài Gòn làm một bước nhảy nữa, lại thấy trên này người ta còn ghê hơn kia. Sau một thời gian mình thích ứng dần thì nó cũng tạm tạm, nói chung thì các bạn được 10 thì cũng 7-8, lên này các bạn ở trên Sài Gòn còn ghê gớm hơn, nên cái tâm trạng kia nó lại rơi vào nữa, còn bị 2 lần dọn nhà, 2 lần bị hụt hẫng, cảm thấy mình thiếu thốn, mình khó khăn, mình dở, rồi mình ít khả năng, rồi tự ti, rồi trách móc. Tuy nhiên cứ trung thành theo Chúa, phục vụ giáo xứ, rồi đi tu, rồi trở thành một linh mục. Và hiện tại này nhìn lại thì so với các bạn đồng trang lứa ở dưới quê cũng như ở trên này thì thấy mình cũng chẳng thua kém các bạn. Rồi so với những anh em linh mục, những anh em có thế giá gia đình tốt hơn, thì hiện nay những nỗ lực của mình so với anh em mình cũng chẳng thua kém. Giờ mới ngộ ra là không phải Chúa cho mình ít,
mà Chúa cho mình nhiều nhưng mà mình không biết. Mình cứ nhìn vào cái người ta mạnh, thế mạnh của người ta, mà mình chẳng nhìn thế mạnh của mình, nên cảm thấy tự ti như vậy. Và khi đọc đoạn lời Chúa ngày hôm nay thì cái xác tín của con nó còn mạnh hơn nữa. Và cái câu cuối cùng của Chúa nói như vậy: hãy ăn đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được trao có nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Huống ra Chúa đâu có cho ai ít đâu, ở đây toàn là cho nhiều không ấy chứ, cho nhiều và cho nhiều hơn. Nên là không ai trong chúng ta Chúa cho ít cả. Ít là bởi vì mình không nhìn thấy thế mạnh của mình, mình cứ đòi Chúa phải cho mình giàu có, đòi Chúa cho mình tài năng này tài năng khác, trong khi Chúa cho mình cái thứ khác mà mình không nhận ra. Chúa cho mình nhiều mà mình không biết. Mình có ít sức khỏe, mình xin Chúa cho sức khỏe mà xin mãi Chúa không cho, thế là mình đâm ra tự ti thì không đúng. Có khi Chúa không cho mình sức khỏe mà lại cho mình một khả năng để sử dụng cái sức khỏe mà ít đòi đó để làm vinh danh Chúa, thì đó là điều đáng quý. Và điểm thứ hai, cũng có nhiều người Chúa được Chúa cho nhiều hơn, chuyện đó không nề hà gì. Nhưng mà trước mặt Chúa những người đó phải trả lẽ nhiều hơn. Nên nếu mà Chúa cho chúng ta ít hơn người khác một chút, có khi lại là điều may cho chúng ta, bởi vì Chúa đòi chúng ta ít. Còn nếu như chúng ta cứ bắt Chúa cho hết cái này cho cái khác, Chúa sẽ cộng sổ. Tới ngày gặp Chúa, Chúa bảo à cho con nhiều quá rồi, bây giờ trả lại, trả lẽ cho Chúa xem. Thì lúc đấy khéo rồi chúng ta, điều mà Chúa cho lại trở thành một cái án phạt cho chúng ta, bởi vì không có chịu nỗ lực để phát huy cái điều đấy. Vâng, chúng ta tiếp tục nhân thánh lễ. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ai trong chúng ta Chúa cũng ban cho nhiều hết. Đừng nghĩ mình ít, bao giờ cũng nhiều và như điều mà chúng ta cần thiết. Có điều Chúa sẽ cho một số người nhiều hơn một chút, nhưng mà người đó phải phục vụ lại, người đó phải bị đòi hỏi nhiều hơn. Nên ai có nhiều khả năng hơn, hãy cẩn thận hơn để làm sao cái đồng vốn Chúa ban được sinh lời tương xứng với những điều Chúa trao. Amen. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải xin lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chồng chống lại con gái chống lại mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Kính chào quý tu sĩ, quý bạn, chị em, chào quý chàng, các con thiếu nhi. Cố chàng pháo tay to. Hôm nay tin mừng theo thánh nào? Tin mừng thánh nào? Con ra đây. Chương bao nhiêu? Chương bao nhiêu con? Rồi ngồi xuống đi, mất quyền thi đấu rồi. Con phải làm liền mới được. Chính xác, nhận tay.
Trong tin mừng ngay câu đầu tiên, Chúa Giêsu nói mục đích của Ngài đến mặt đất để làm gì? Để làm gì? Chúa Giêsu đến mặt đất để làm gì? Rồi, mời con. Rồi, đúng rồi, Chúa Giêsu đến để ném lửa vào mặt đất, một tràng pháo tay to. Nhưng mà lửa của Chúa Giêsu có phải là lửa để đốt rừng không? Lửa đó lửa gì? Mời con, lửa Chúa Giêsu là lửa gì con? Lửa tình yêu. Lửa cha. Lửa tình yêu. Đúng rồi, lửa tình yêu, tràng pháo tay to, đúng rồi ha. Bây giờ cho đọc một địa chỉ, các con lật, ai lật nhanh giơ tay nè. Tình yêu nằm ở chỗ này nè. Gioan chương 3 câu 16 bắt đầu. Bạn nào lật nhanh là biết cái tình yêu là tình yêu gì hả? Rồi Hương, đưa mic lên đi sợ. Con đang trước đi Hương. Lửa đó là lửa tình yêu như thế nào con? Chính xác, một tràng pháo tay thật to. Lửa tình yêu ở đây là Thiên Chúa yêu con người. Và lửa tình yêu đây là lửa Thiên Chúa muốn đem tin mừng. Chúa Giêsu muốn đến để đem tin mừng đến cho con người của chúng ta. Tin mừng đó chính là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ước mong sao cái lửa đấy như thế nào? Chỉ có cháy ở Bình Thái thôi đúng không? Nó cháy ở đâu? Cháy ở khắp mọi nơi trên thế gian luôn. Và chúng ta đã cụ thể hóa lời mời gọi của Chúa, đã làm cái điều của Chúa trong cái ngày hội loan báo tin mừng Chúa Nhật vừa rồi đó. Bây giờ bạn nào thử nhớ lại xem, những ai đã từng tham dự ngày Chúa Nhật vừa rồi giơ tay cho xem. Đã tham dự. Rồi, cảm ơn các con. Những ai tham dự thì dễ nhớ hơn ha. Còn những ai không tham dự thì tưởng tượng, không biết là có ra được không. Các con thử nhớ lại những gian hàng, đó là những cái cách để loan báo tin mừng. Những gian hàng nào trong cái ngày hội vừa rồi, có những gian hàng nào? Rồi, mời con. Thưa cha, là gian hàng gần chuỗi mâm cơm. Gì nữa? Đấy nhiều lắm. Rồi, ai kể hai gian hàng nữa coi. Rồi, con. Hai đứa cha bên ngoài đó là chiếu phim và tô màu. Đúng rồi, chiếu phim và tô màu bánh kinh. Rồi, con, gian hàng gì nữa? Bảo tàng. Câu chuyện ký sự. Đó là triển lãm ha. Bảo tàng giống như cái đồ kho quá. Rồi bên này con gà. Rồi, danh hàng gì nữa con? Dạ là danh hàng bằng chuỗi mâm cơm. Bạn nói rồi, danh hàng nào bạn chưa nói á? Rồi ngồi xuống đi. Rồi con ra đây. Còn trên ngực áo còn đeo luôn cái huy hiệu hôm bữa luôn nè à. Quá đẹp. Còn danh hàng nào nữa con nhớ xem. Đúng rồi đó, gian hàng. Giỏi, một tràng pháo tay to. Đúng rồi ha. Bây giờ còn không? Còn gian hàng đâu không? Rồi, còn ra đây. Rồi, còn đúng rồi. Uyên ngồi đi, bạn cho bạn đi. Còn gian hàng gì nữa? Phương ha. À, đúng bên côi rồi. Gian hàng khác. Rồi, con ngồi đi. Cảm ơn con. Rồi, Uyên ra đây xem. Gian hàng ẩm thực, chính xác luôn. Cho cả đoàn và gian hàng còn nhớ rồi. Con đi ra ngoài, micro hư rồi. Còn một gian hàng nào nữa không? Để mà Đợi xíu. Có. Gian hàng gì? Kinh rối rồi. Cho một tràng pháo tay thật to, đúng hết rồi ha. Vỗ tay to lên nè. Các con đã tham gia thì chúng ta xem lại. Còn cộng đoàn những ai chưa có tham gia, chúng ta cũng được xem để biết là vừa rồi các em nó đã làm lửa mà Chúa Giêsu đem xuống nó bùng cháy như thế nào qua các gian hàng. Đây là sáng kiến của các anh chị huynh trưởng giáo lý viên. Gian hàng đầu tiên ở đây là các con cùng trả lời đây. Gian hàng là làm chúa thôi. Đó là hàng là đem chuỗi mâm cơm.
thầy có bản quyền nhất một người bạn là ở tôn giáo bạn đến để tham dự. Ở đây có ba người bạn là tôn giáo khác đến. Ở đây là những hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh này còn đẹp hơn rất là nhiều các con. Bạn Hân dẫn bạn đến và người bạn của mình là xin với cha là Chủ nhật này đến để học giáo lý. Hay không? Cho chàng pháo tay cho bạn Hân của chúng ta nè. Mục đích của cha cũng chỉ tới đây thôi. Có nghĩa là giúp cho các bạn thấy nhà thờ có niềm vui và bạn đến để tìm hiểu. Còn bạn có tin theo Chúa hay không là do Chúa Thánh Thần. Nhưng mà qua gương sáng của các con nha, nhớ là bạn đã biết mình tới nhà thờ được học hỏi điều hay, điều tốt rồi đấy. Bây giờ lên nhà trường mà mình còn ăn gian nói dối, còn đánh nhau, còn gian lần là không được đâu nha. Mình phải sống ngoan, sống tốt hơn. Đây là nhà hàng giải đáp thắc mắc những câu hỏi được đặt ra và các thầy với lại các sơ sẽ trả lời. Các con cũng có những gian hàng này, khi bạn mình hỏi thì mình trả lời ha. Đây là gian hàng nhiều phim, phim tối vui à, lúc cha chụp hình phim tối nên không biết là đang chiếu phim gì. Gian hàng này là thư viện và là tô màu đúng không? Hai gian hàng cùng một chỗ. Đây, cái thư viện của tô màu này đắt khách lắm. Lúc cha vào thấy đông nghìn người à. Nên là như là một ngày hội vậy ha. Gian hàng này là gian hàng kịch rối. Có ai vô gian hàng này lên đây xem? Ai vô gian hàng này? Rồi, cảm ơn các con, bỏ tay xuống ha. Khi đọc một vở kịch lên và các anh chị diễn bằng những cái hình gọi là những hình rối đó, để làm cho cái câu chuyện đó nó sinh động hơn. Đây, chiếu gần cảnh ha. Đây là gian hàng ẩm thực. Qua cái việc mà trao tặng những cái món ăn, những cái bánh kẹo cho những người khác, đặc biệt là cho những người chưa biết Chúa, là cơ hội để chúng ta có thể giúp cho họ nhận ra được Đấng đã tạo ra cái lương thực đó, giới thiệu về Đấng tạo ra lương thực đó để trao tặng cho họ. Thì đó cũng là một cách làm cho lửa tin mừng của Chúa Giêsu bùng cháy lên, lửa tình yêu của Chúa. Đây có một cái gian hàng, nó gọi là gian hàng sân khấu. Ở trong này có những bài hát, bài múa, và chính những cái không khí của cái sân khấu này làm cho cái ngày hội của chúng ta thành công. Và qua những bài hát, nhiều người cũng cảm thấy yêu mến đạo của chúng ta, thích đạo của chúng ta nhờ những bài hát hay bài múa này. Tất cả những cái phương cách này đều là những phương cách để làm cho ngọn lửa tình yêu của Chúa Giêsu bùng cháy lên. Và mỗi người trong các con hãy chọn những cái cách thức cho mình. Có thể chọn một trong các gian hàng này để giới thiệu Chúa cho bạn mình. Cũng tùy lúc có thể chọn cái gian hàng này để giới thiệu. Có những lúc chọn gian hàng khác để giới thiệu cho bạn mình. Nhưng phải dùng phương pháp, một trong những phương pháp như vậy, hoặc là những phương pháp các con tư Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con. Nhưng trong lòng của mình phải ước ao. Còn trong lòng của mình chẳng muốn, không có ước ao, thì lửa Chúa Giêsu có đốt 10 lần các con cũng nguội lạnh. Thậm chí mình đi lễ mình cũng đi cho nó qua lần xíu lệ mà thôi. Lửa của mình nó cứ riu riu á, lúc chớp lúc tắt, nó thành ngọn khói chứ không phải là ngọn lửa. Chúng ta muốn thổi cái lửa đó cho bạn của mình thì chính mình phải cháy mạnh. Mình phải thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, và mình lan tỏa cái tình yêu đó cho người khác. Bây giờ câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc. Trong 8 cái cách thức vậy, các con thích chọn cách nào để loan báo lửa tình yêu của Chúa cho người khác? Và tại sao lại thích cái cách đó? Rồi, mời con Quân ha. Con chọn chiếc phim để bị chiếc phim có trong chiếc này. Rồi, một tràng pháo tay chính xác hay ha. Bạn nào rồi? Boy ha. Con thích gian hàng nào? Thưa cha. Tại sao con thích gian hàng đó? Thì đó người muốn về. Okay, rồi, một tràng pháo tay thật to. Mới 6 tuổi mà đã biết thú vị bởi vì vẽ hình rồi ha. Rồi.
cho một câu trả lời nữa. Ai giơ tay? Con giơ tay hả? Sao giơ tay là rút lại? Rồi phía dưới đi. Bạn phía dưới, ai giơ tay đứng lên đi con. Ngồi yên, con giơ tay sai. Con thích cái gian hàng nào? Con thích gian hàng trước khi nhất là trước khi tin mừng Chúa. Chiếu phim là tin mừng Chúa hả? Rồi, chạm khóa tay cho con ha. Nhưng mà ba cái rạp chiếu phim ngày hôm đó thì ế lắm. Cha thấy cái danh hàng mà sôi nổi nhất là danh hàng nhiều người nhất là danh hàng gì? Danh hàng gì? Chị? Danh hàng sôi nổi nhất là danh hàng gì? Con có nhớ không? Con đi ra đây. Con đi ra đây. Đi nhanh chân ra đây. Danh hàng mà nhiều người mà tham gia nhất là danh hàng gì? Vẽ chưa đông nhất. Một danh hàng đông hơn danh hàng vẽ rất nhiều. Không có đứng lên, con đứng lên cha sẽ không gọi đâu. Rồi con, qua đây, qua đây, qua đây. Danh hàng đông nhất là danh hàng gì con biết không? Dạ thưa cha, là danh hàng ẩm thực. Không, danh hàng ẩm thực không đông nhất con. Quên rồi con, quên rồi con. Cha là danh hàng nhảy múa. Không đông nhất. Danh hàng đông nhất là danh hàng làm chuỗi mân xôi ha. Lúc nào cũng đông khách hết. Ai có cái ngày chuỗi đó đeo trên tay không? Ai đeo cái chuỗi trên tay giơ tay ra lên. Ồ, rất là nhiều. Cảm ơn các con, nhiều bạn thích làm chuỗi lắm. Đây là một cách giữ chuỗi rất là hiệu quả. Bởi vì cái con đeo chuỗi trên môi trên tay mà lâu lâu lúc ngồi rảnh á, các con thay vì nói chuyện đầu giờ đấy, con mở kéo chuỗi lên, các con lần chuỗi đọc kinh. Đó là một cách con nói tin mừng rất là hiệu quả. Và cho thấy cái danh hàng là chuỗi trên môi nó đang khách đang mừng. Nhưng mà cha nghĩ các con chưa biết ý nghĩa của cái danh hàng đó hết. Nên là khi các con đã có lần chuỗi, có chuỗi rồi, đưa cho cha làm phép. Rồi sau đó khi nào các con rảnh, kéo cái tràng chuỗi đó ra ha, rút ra khỏi tay, đọc kinh cho các bạn. Thậm chí cho các bạn thấy mà không có ngại ngùng. Đó là một cách loan báo tin mừng, là một cách làm cho ngọn lửa tình yêu của Chúa Giêsu bùng lên như lời của Chúa Giêsu mời gọi. Ví dụ như là Chúa Giêsu đang lên và ném lửa vào mặt đất. Đó là lửa tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Và Ngài cũng muốn ngọn lửa đã bùng cháy. Muốn vậy thì mỗi người chúng ta hãy ý thức sứ mạng loan báo tin mừng mà Chúa đã gieo vào trong tâm hồn chúng ta ngay ngày chúng ta rửa tội. Có thể chúng ta trước giờ ít làm hoặc là thậm chí nghĩ là không phải trách nhiệm của mình, nhưng không, đó là của mỗi người Kitô hữu. Những ai rửa tội đều phải làm. Và các em thiếu nhi trong ngày hội vừa rồi, các em, một số em đã làm rất là tốt, thì ước mong cộng đoàn chúng ta cũng hãy thực hiện và giúp cho con cái của mình, làm cho ngọn lửa Giêsu bùng cháy lên. Amen. Thứ sáu tuần 29 thường niên. Bài đọc 1, bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 7, câu 18 đến câu 25a. Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhà Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Kính thưa quý cộng đoàn phục vụ, tối thứ ba này giáo xứ của chúng ta sẽ tổ chức giải tội cho cộng đoàn, để cộng đoàn có thể lãnh được ơn đại xá khi viếng nhà thờ cũng như nhà hài cốt nghĩa trang. Và khi đi xin tội, có một số người được ơn rất đặc biệt, rất là hâm hối với lỗi lầm của mình. Thậm chí có một vài người còn khóc trong tòa giải tội.
Chúng ta tạ ơn Chúa bởi những ơn rất đặc biệt như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn một thực tế như vậy, là tội sinh đó, nhưng mà 3 ngày 7 bữa thì đôi khi lạc phạm cái tội đấy, và thậm chí có khi phạm còn nặng hơn. Mặc dù là lúc sinh tội quyết tâm rất là nhiều, chính vì vậy một số các bạn trẻ lười không muốn đi sinh tội là bởi vì nghĩ sinh rồi lạc phạm nữa. Hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Có thể nói từ khi có chiếc phôn đến bây giờ, hầu như mỗi lần coi TV đều thấy có bom đạn hết. Có những thời điểm yên bình được một chút, sau đó lại tiếp tục chiến tranh, và chiến tranh leo thang. Có những khi họ quyết tâm không có gây chiến, nhưng rồi 1 năm, 2 năm, lời hứa đó lại bị phá bỏ, lại tiếp tục chiến tranh. Biết rằng hòa bình thì tốt thật đấy, nhưng mà chiến tranh vẫn nổ ra. Tại sao vậy? Tại sao nhiều lúc chúng ta quyết tâm, nhưng rồi chúng ta lại không thể thực hiện được? Câu trả lời có ở trong bài đọc 1 trích thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi đến hữu Roma, chương 7, và chính xác là câu 19. Xin đọc cho cộng đoàn nghe nguyên văn câu 19. Sự thiện tôi muốn, tôi không làm. Sự ác tôi không muốn, tôi làm cứ làm. Thánh Phao-lô qua cái câu này, và có thể nói suốt một cái bài đọc này, Thánh Phao-lô đặt nó là cuộc chiến đấu nội tâm, nơi tâm hồn con người luôn có sự giằng co giữa thiện và ác. Và Thánh Phao-lô biết rằng bản thân con người có thể nhận ra được sự thiện. Hiện nay chúng ta đang ở đây, nhưng mà trên trung tâm mục vụ còn mới tham dự, nó còn nữa, nhưng mà tại vì về dân lễ, con thấy có 2 tôn giáo họ lên họ thuyết trình về việc giáo dục con người toàn diện. Đó là đạo Bà Hai với đạo Cao Đạo. Họ nói rất hay, lý thuyết rất hay, và họ nhận ra được, con cũng nhận ra được, với cái giáo lý đó người ta hoàn toàn có thể phân định được đâu là tốt, đâu là xấu. Nhưng không chỉ công giáo chúng ta mới dạy phân định đâu, trong những tôn giáo anh em, những tôn giáo bạn, họ cũng có những cái hệ thống giáo lý phân định rất hay. Nên Thánh Phao-lô nói không có sai, sự thiện Ngài nhận ra được và Ngài muốn làm, nhưng mà thường lại không làm. Trong khi sự ác thì biết nó xấu đấy, nó gây đau khổ đấy, thì lại cứ làm. Nên là trong tâm hồn của thánh nhân, cũng như trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, nó luôn có cái cuộc đấu tranh như vậy. Và thường khi mà ngồi cầu nguyện, khi mà ngồi suy nghĩ lại, thì chúng ta luôn đặt ra cái quyết tâm chọn việc tốt. Cái gì ở đây mà nếu mà hỏi ai cũng chọn việc tốt thôi. Ấy vậy mà vừa mới ra khỏi nhà thờ hôm bữa cách đây ít lâu, có 2 người nó đánh nhau đây rất là dữ dằn, không biết là có phải người Công giáo chúng ta không. Nó hẹn nhau để nó xử nhau. Nên là đôi khi nói, đôi khi phát biểu thì nói hay, phát biểu giỏi, nhưng khi làm thì trong con người luôn tiềm ẩn một cái thế lực khác, nó lôi kéo chúng ta xuống, là gọi là thế lực sự dữ hay là thế gian. Nên là, và ma quỷ nó sử dụng điều đó. Và chúng ta biết nếu một mình chúng ta đứng mà chiến đấu chống lại nó, thua là chắc. Bởi vì chúng ta nhớ bản sách Sáng Thế ở chương 3 đó, sau khi mà Thiên Chúa luận phạt và đuổi ma quỷ cũng như ông bà Nguyên Tổ ra khỏi vườn địa đàng, thì không hề rút lại quyền năng của nó. Satan vẫn còn nguyên quyền năng của nó, Chúa chỉ đuổi khỏi vườn địa đàng thôi, chứ không có rút lại quyền năng của nó. Và giáo lý chúng ta cũng biết, thiên thần và loài người là 2 loài cao trọng Thiên Chúa dựng nên, và thiên thần cao trọng hơn một bậc, quyền năng hơn, thiêng liêng sáng láng hơn. Và Satan lại là còn là tổng lãnh thiên thần nữa.
Nên nếu như với sức người yếu đuối mà chúng ta chống lại thì không thể nào thắng được. Ở đây Thánh Phaolô trong thư này và câu cuối cùng Ngài cũng gợi ra cho chúng ta một cách để có thể chống lại, để có thể khuyến thiện. Nghe nói như vậy, tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài tuyên xưng rằng chỉ với sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài mới có thể chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ của thế gian, của ma quỷ. Nên là chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, đặc biệt là Thánh Phaolô đã chỉ ra cho chúng ta trong tâm hồn chúng ta có một cuộc chiến đấu nội tâm, và nếu với sức mình chúng ta không tài nào thắng được, có thể thắng được một giây, một phút, một ngày, hai ngày, nhưng rồi sẽ lại thất bại tiếp. Chúng ta chỉ có cậy dựa vào Thiên Chúa và đặc biệt là Đức Giêsu Kitô với Thánh Thần của Ngài thì chúng ta mới có thể chiến đấu và chiến thắng được ma quỷ và cám dỗ của thế gian mà thôi. Ngày 28 tháng 10, Kính Thánh Simon và Giuđa tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 6 câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi lên núi cầu nguyện, và người đang thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot là người trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ các miền Judea, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải kia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa. Bây giờ chúng ta thử hỏi bản thân mình, chúng ta biết gì về hai vị này không? Hai vị này là ai? Hai vị này có những cống hiến gì? Rao giảng ở đâu? Và cuối đời của các ngài chết ra sao? Ở đây có ai biết không? Nếu mà xuống hỏi thì nhiều người sẽ lắc đầu, ta không biết hai vị này là. Gần như đối với lại xã hội và thậm chí là người trong giáo hội cũng không biết được hai vị này như thế nào đâu. Bởi vì xem ra hai vị này gần như là bổ sung cho đủ số 12 tông đồ. Về danh sách thì hai vị này đứng thứ 10 và 11. Cái ông số 12 là Judas Iscariot này nhiều người biết bởi vì ông mới bám Chúa nổi tiếng quá. Nhưng mà hai vị này thì đứng cuối danh sách 12 tông đồ. Và về tiểu sử thì các sử gia cũng chỉ phỏng đoán thôi, cũng không có một tài liệu nào rõ ràng là các ngài đi rao giảng ở đâu và mất như thế nào. Các sử gia phỏng đoán rằng các ngài đi rao giảng ở
châu Phi, rồi ở nước Anh, rồi sau đó được tử đạo và chôn cất ở Ba Tư. Tuy nhiên đây cũng là phỏng đoán, không có điều gì chắc chắn. Và một điều nữa, có mấy ai trong chúng ta nhận Thánh Simon là bổ mạng hay không? Nói đến Giuđa thì lại càng ít nữa. Bởi vì nếu mà nhận Giuđa thì nếu mà nhận cho con cháu của mình thì sợ là nó ngóc đầu không dậy. Bởi vì cứ nghe Giuđa là nói thằng này nó bắt Chúa, tại vì cùng tên với ông Giuđa Iscariot. Tuy nhiên ông Giuđa có một cái tên khác là Tadeo. Hôm bữa thì có gặp một cái anh nọ, anh đi mời mình đám cưới, và khi mở tiệc thì thấy con của anh tên là Tadeo, ít lắm á. Rồi mới hỏi anh là anh chọn Tadeo là bổn mạng cho con trai của anh thì anh có biết Tadeo là ai không? Ông cũng cười trừ, có nghĩa là đôi khi chọn cũng không biết ông Tadeo là ông nào. Bởi vậy mới thấy rằng trong số 12 tông đồ thì hai cái ông tông đồ này gần như vô danh, gần như không ai biết đến, và dường như chỉ là chọn cái đủ số 12 để cho ứng với 12 chi tộc Israel mà thôi. Tuy nhiên có thể trước mặt người đời, thậm chí trước mặt mỗi người chúng ta, hai tông đồ này vô danh, nhưng trước mặt Chúa thì không hề vô danh một chút nào. Trước mặt Chúa Giêsu thì hai người này cũng rất là quan trọng. Bởi vì như tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã phải thức suốt đêm cầu nguyện mới chọn được hai ông này bổ sung vào trong nhóm 12 tông đồ. Cầu nguyện 5-10 phút thì chúng ta có thể làm được, có thể mỗi ngày chúng ta có thể đọc kinh cầu nguyện 1-2 tiếng được. Nhưng mà thức suốt đêm để cầu nguyện, và Chúa Giêsu thường là cầu nguyện trong thinh lặng, thì chắc là không ai chúng ta có thể làm nổi. Một tiếng mà thức mà chầu thánh thể mà vào ngày thứ năm tuần thánh đã là nỗ lực lắm rồi. Thức suốt đêm thì chẳng mấy ai làm nổi. Ấy vậy mà Chúa Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện và chọn hai ngài vào nhóm 12. Và trong suốt 3 năm ngài cũng dành nhiều tâm huyết để hướng dẫn dạy dỗ hai tông đồ này. Đi theo Chúa 3 năm đó là 3 năm hồng ân của các ông, và Chúa chắc chắn phải yêu thương thì mới chọn gọi và cho theo làm tông đồ và được Chúa Giêsu huấn luyện. Và hai ông cũng được Chúa Giêsu hứa rằng sẽ ngồi mà xét xử các chi tộc Israel. Chúng ta nghe trong tin mừng Luca chương 22 câu 28 đến 30 như sau: anh em vẫn một lòng gắn bó với thầy, dự định lúc thầy gặp thử thách gian nan, vì thế thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bằng ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy, và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Vâng, trước mặt Chúa Giêsu hai ông này không hề vô danh mà rất là quan trọng. Bởi vì Chúa Giêsu đã hứa cho hai ông được cùng bàn ăn và xét xử 12 chi tộc Israel. Và nói đến đây chúng ta cũng suy nghĩ đến đời sống của mỗi chúng ta. Có thể chúng ta trong là một trong những thành viên của giáo xứ Bình Thánh, nhưng thử hỏi khi đi ra đường, thử đi qua cái cầu Nhị Thiên Đường, hỏi những người đi đường có biết tôi là ai không, người ta cũng xem chúng ta là vô danh. Thậm chí đến con khi bước ra tới đấy cũng là vô danh. Trước mặt người ta chúng ta chẳng là gì. Tuy nhiên trước mặt Chúa chúng ta rất là quan trọng. Chúa đã đổ máu để cứu chuộc chúng ta và cho chúng ta, hứa cho chúng ta cùng đồng bằng với Chúa trong nước trời.
Đây là một vinh dự rất là lớn lao. Và khi chúng ta được đón nhận cái vinh dự đấy, chúng ta cũng biết rằng Chúa cũng hứa điều đấy cho những người khác nữa. Nên chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, hãy đem lời của Ngài đến cho mọi người. Làm sao để như lời trong đáp ca chúng ta vừa đọc, tiếng các Ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, ước gì mỗi người chúng ta cũng cầu tay chung sức giống như hai tông đồ. Cho dẫu rằng trước mặt mọi người các Ngài là vô danh, nhưng trước mặt Chúa các Ngài vô cùng lớn lao. Chúng ta cũng thế, chúng ta trước mặt Chúa vô cùng quan trọng. Hãy góp phần như hai tông đồ Simon và Phêrô để đem lời của Chúa đi khắp nơi, đặc biệt là những người chúng ta gặp gỡ.